Xin chào toàn thể anh em. Thì hôm nay lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em một vài mẫu sản phẩm đồ ngụy trang. Đấy, thì anh em đang thấy em đã để sẵn lên đây những cái bộ đồ ngụy trang cho anh em tham khảo. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu về cái khẩu trang. Đây, khẩu trang ngụy trang này bên em bán là 20.000 một cái nhé. Cái loại này rất là thoáng, anh em dùng rất là thoáng, không như loại khẩu trang anh em mua ở quán tạp hóa đâu. Đấy, anh em mà đi rừng ấy, anh em đeo thì rất là hợp lý, rất là ok. Chất liệu vải rất là mát. Đấy, đây là cái khẩu trang. Tiếp theo là cái mũ ngụy trang này. Nhưng mà tất cả những cái đồ ngụy trang này người ta làm chất liệu vải, anh em đi rừng đi thì nó đều làm một cái chất liệu vải rất là mát đấy. Thì anh em yên tâm về cái chất lượng, còn là quan trọng là cái sản phẩm mà mẫu mã anh em thích cái màu như nào thôi đấy. Đây là cái mũ ngụy trang. Tiếp theo là một cái áo một cái áo ngụy trang nhé. Áo này thì hàng anh em là hàng này áo này hàng áo đẹp nhé. Cái là khi nào hàng về đến nơi ấy, anh em nhận hàng em kiểm tra, anh em sờ chất vải, anh em sẽ biết, anh em sẽ hiểu cái chất liệu vải nó như nào. Rất là mịn, rất là mát. Đấy thì không như cái chất liệu vải thô đâu, không thô ráp đâu. Vải rất là mềm mịn, đây anh em thấy và áo này rất là mềm mịn luôn. Đấy, thì đây là cái áo này. Em đang bán là 180.000 nhá. Áo này anh em sẽ mặc kèm vào với bộ quần áo ngụy trang te tua. Đây là một bộ quần áo ngụy trang te tua, đầy đủ kích cỡ nhá. M L, XL, nói chung cỡ gì cũng có đầy đủ. Anh em mà cần cỡ như nào thì anh em cứ báo với lại bên đơn vị chúng em là em sẽ gửi cái mẫu vừa phải nhất đến cho anh em để anh em dùng. Thì đây em sẽ giới thiệu chi tiết về cái mẫu quần áo te tua này. Đây là một cái áo em bỏ ra đây, em bỏ sẵn ra đây. Chất liệu vải lưới nhá. Đây anh em thấy là vải lưới nhá, rất là mỏng đây. Anh em thấy không? Đấy, mặc ngụy trang rất là tốt. Thì tí em sẽ có một cái đoạn video là em mặc luôn để cho anh em tham khảo. Thì cái mẫu quần áo M L này ý, phù hợp cho anh em từ 1m65 đến 1m75 đến 1m8 vẫn vừa. Đấy, mặc thì nó thoải mái, nó mát. Đấy, còn đây là quần áo ngụy trang te tua, có cả áo cả quần nhá, có cả mũ. Đây, có một cái lớp mũ, đây em giở ra cho anh em xem. Đây cái mũ của nó đây. Đây là cái mũ của nó nhá. Đây, chất liệu tè tua, mũ có dây rút để anh em thít vào cho nó chắc. Đấy, anh em có thể mua thêm cái mũ này, anh em đội vào xong đội cái mũ này lên. Đây là áo tè tua. Còn đây là đôi giày em đeo ấy. Thì nói chung là tí nữa em sẽ có một cái đoạn video ngắn là em mặc một quần áo ngụy trang đấy để cho anh em xem em mặc trọn bộ luôn. Đôi giày này về anh em xỏ dây vào đây, đầy đủ dây. Giày này đeo nhá, đây anh em thấy này, đế này, thế này rất là mềm nhá, thế rất là mềm luôn, đây đeo rất là mát, thoáng mát. Anh em đi rừng ấy, nó có loại giày cao cổ và loại giày cổ thấp nhá, có hai loại thì hôm nay em để cái loại cổ thấp ở đây. Đấy. Đây là một cái loại, đây là cái bộ còn là độ túi đeo hông nhá, ba lô gọi là ba lô đeo hông đấy, em sẽ bỏ ra cho anh em xem luôn. Anh ơi, có gì anh nhắn tin vào Zalo cho em nhé. Rất là chi tiết. Đây, em sẽ video này em giới thiệu trực tiếp. Đây là một cái phần dây đai này để anh em đeo quanh hông. Rất cả các túi. Cái mặt dán này thì em có thể rất là đa năng, anh em dán nó tất cả những cái loại mà nó có chất liệu dán vào được ấy thì anh em dán ở đây. Các túi khóa đây, đây các túi khóa, túi còn mới luôn nhá, em còn chưa khui khóa ra. Đây, túi vẫn còn mới. Khóa đây được có một ngăn này. Đây một ngăn nữa là hai này. Hai ngăn, ngăn này có thể anh em đút điện thoại được này. Hai ngăn. Ngăn này là ngăn thứ ba. Thứ ba thì em sẽ bỏ ra. Ngăn thứ ba rất là rộng, anh em có thể đựng đồ uống, đựng chai nước hay là anh em chuyển đổi sang anh em đi chợ búa ấy, có thể vẫn dùng loại này được vì chất liệu vải nó rất là bền, rất là chắc chắn, không lo bị bục hay là rách. Đằng sau còn một ngăn khóa nữa nhé, tổng là 4 ngăn. Đấy. Thì tất cả những cái đồ ngụy trang em gửi đến cho anh em thì đều là hàng loại một, hàng chất lượng. Giá thành sản phẩm rất là rẻ luôn. Cái bộ quần áo te tua này em bán 400 nhá. Đây, quên chưa báo giá. Cái túi này em bán 180. Cái áo này em bán 180, đôi giày này bán 160. Đấy. Cái mũ này 100, cái khẩu trang 20.000. Anh em mua trọn bộ nó chỉ 500-600.000. Là trọn bộ rồi. Về anh em đi chơi thoải mái. Đấy thì một cái video ngắn này em giới thiệu về những cái bộ quần áo ngụy trang, đồ ngụy trang để anh em phục vụ anh em đi săn bắn hoặc anh em đi rừng. Thì em xin phép là kết thúc video ở đây. Anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại em sẽ để dưới tiêu đề của video đấy. Anh em alo đến hoặc là anh em có thể kết bạn Facebook và Zalo. Em sẽ cho anh em xem cụ thể chi tiết của hình ảnh. Thì bây giờ em kết thúc video ở đây. Xin chào và
hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.